chúng ta tiếp tục nhìn vào một số những cái phần trăm lạm phát các bạn thấy được là không chỉ nói riêng ở Hoa Kỳ mà chúng ta nhìn vào trong thời gian gần đây thôi thì các bạn thấy được là Venezuela tiếp tục là một trong những nước mà có phần trăm lạm phát cực kỳ kinh khủng các bạn thấy được là 2.720% các bạn thấy được là Sudan 423% Lebanon 101% Zimbabwe 56% Suriname 54%, Syria 52%, Argentina 51%, Iran 43%, Ethiopia 26%, Angola 25%, Zambia, Turkey, South Sudan, Nigeria. Các bạn thấy được là chúng ta đọc những con số này để làm gì để cho các bạn thấy được là siêu lạm phát không phải là một cái gì đó mà các bạn chỉ đọc trong sách vở mà siêu lạm phát đang xảy ra ở vô số những quốc gia một trong những cái công cụ có thể bảo vệ được họ đó chính là tiền kỹ thuật số và các bạn có thể nói được là những nước mà chúng ta mới nói tới đó là những cái nước mà có thể nói là có những cái nền kinh tế không được ổn và về phương diện chính trị cũng không có ổn nhưng mà chúng ta nhìn vào tài liệu đi đây là chúng ta nhìn vào trái phiếu khi mà chúng ta trừ phần trăm lạm phát thì các bạn đi được là Hoa Kỳ bây giờ đó là thật ra mà nói chúng ta thấy được là cái phần trăm của ngân hàng trung ương trừ cho phần trăm lạm phát đó thì các bạn có là trừ 5,3% các bạn thấy được là chúng ta thấy là sao Arabia là trừ 5,2%, Poland 4,9%, Chile trừ 3,8%, Brazil trừ trăm vân vân. Ngay cả các bạn thấy được là UK là trừ 2,4%. Hàn Quốc là trừ 2 phần trăm, Philippines là trừ 2 phần trăm, có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là bây giờ đó thì người dân không có nhiều cái sự lựa chọn ngoại trừ là chấp nhận nguy hiểm cao hơn. Tại vì sao? Tại vì khi mà họ mua những cái trái phiếu, họ mua công trái phiếu vân vân thì họ không những là không có tiền lời mà còn bị lỗ nữa tại vì cái phần trăm lạm phát khi mà chúng ta lấy cái phần trăm trái phiếu đó trừ cho phần trăm lạm phát đó các bạn còn bị lỗ chứ không phải là lời. Có nghĩa là trên căn bản trên thực tế thì chúng ta vẫn chưa thấy là lãi suất âm xuất hiện ở nhiều nơi nhưng mà trên thực tế điều này đã xảy ra khi mà chúng ta tính luôn cái phần trăm của lạm phát đây cũng là một trong lý do tại sao mà nhiều người đó nhiều năm qua thì cứ la lối là thị trường chứng khoán là một bong bóng sẽ bị vỡ thường đã nghe nói tới những người mà đã liên tục nói thì chứng khoán nó bong bóng sẽ bị vỡ là từ năm 2014 rồi cho đến bây giờ có nghĩa là trong thời gian là 7 năm qua thị trường chứng khoán không những là không vỡ mà cứ tăng lên và cứ tăng lên tại vì sao tại vì không có phải là đơn giản là chúng ta nhìn thấy chứng khoán cứ tăng tăng mà ta một cách vô lý có nghĩa là các bạn thấy được là thu nhập bao nhiêu không cần biết cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng và tiếp tục tăng không phải là chỉ đơn giản là tại vì mọi người phô mô vào để mà đẩy giá lên mà là trên căn bản chúng ta phải nhìn lý do tại sao thực sự lý do thực sự là tại vì bây giờ đó lạm phát tăng cao cái phần trăm của ngân hàng thì không có là bao nhiêu khiến cho người dân đó không thể nào mà họ gửi tiền ngân hàng để mà họ kiếm sống qua ngày được nhưng là những người mà đã về hưu những người này họ buộc phải kiếm một nơi khác để đầu tư để họ có thể có lợi nhuận và chống lại lạm phát thì cái bài được là làm phát là một trong những cái điều quan trọng nhất bây giờ và bây giờ cái tài sản nào mà có sự tăng trưởng cao nhất là một những tài sản mà người ta sẽ quan tâm đến tại vì lúc nào mọi người cũng đều muốn kiếm được một cái loại tài sản chống lại lạm phát hiệu quả và bitcoin là một trong những câu trả lời khi mà chúng ta nói tới bây giờ đó là những loại tài sản nào có thể lưu trữ lâu dài được thì các bạn thấy được là người ta sẽ nghĩ đến vàng người ta sẽ nghĩ tới bitcoin chứng khoán các bạn thấy được là chỉ tính tới cái số lượng tiền mà đi tìm kiếm những nơi để mà đầu tư để mà chống lạm phát thôi thì các bạn thấy được là bitcoin vẫn là một trong những thị trường cực kỳ nhỏ trong những thị trường khác khiến cho thường không có lý do gì không tin là cái phần tiền mà để với bitcoin nhà sẽ càng lớn hơn và chỉ cần là bitcoin lấy được một phần của cái số lượng tiền mà đầu tư dài hạn đi tìm kiếm những loại tài sản để mà chống lạm phát thôi thì giá trị sẽ cao cỡ nào đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng và càng ngày Bitcoin càng trở thành một cái phương tiện mà được nhiều ngân hàng ủng hộ. Thêm vào nói nữa thì chúng ta thấy là Bitcoin bây giờ đó là không chỉ là một loại tài sản các bạn có thể lưu trữ mà các bạn thực sự là có thể sử dụng càng ngày chúng ta càng có nhiều cái sản phẩm hơn. Và đây cũng là một trong những cái điều mà được nói tới bên Lloyd Davis khi mà nói tới siêu chu kỳ thông không có chắc là chúng ta bước vào siêu chu kỳ, siêu chu kỳ có nghĩa là một cái thời gian tăng trưởng dài hạn có thể là 5 năm, có thể là 10 năm thì trong cái thời gian tăng trưởng này chúng ta sẽ có những đợt điều chỉnh nhưng mà chỉ là điều chỉnh mà thôi chứ không phải là chúng ta đi vào mùa đông crypto như là những thời điểm trước đây khi mà chúng ta có thời gian là 2-3 năm trời à, giá nó bị đè xuống 2-3 năm trời liên tục có thể chúng ta không thấy nữa mà chúng ta sẽ đi vào một cái siêu chu kỳ tương tự như là chúng ta thấy thị trường chứng khoán trong thời gian là hơn 10 năm qua thì thường cũng chưa chắc là chúng ta có thể là thấy một cái siêu chu kỳ như vậy nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào những tài liệu và thường thì nghĩ là chúng ta có thể là thấy một chu kỳ dài hơn là thường lợi ở cái đợt này và bây giờ thì các bạn thấy được là chúng ta có thể dùng bitcoin có thể mua xe được, có thể mua nhà được như là các bạn thấy được là cái nhà này là một trong những cái căn nhà rất là mắc tiền ở Miami và đã bán thanh toán bằng Bitcoin là 22,5 triệu đô la các bạn cũng nên nhớ là cái đây không lâu đó có một căn nhà, căn nhà này thì cũng không có cách xa nơi thường ở quá, rất là gần cái nơi thường ở trước đó, trước đó nơi thường ở Thousand Oaks, thì bây giờ là thường ở quận cam, thì căn nhà này lại ở westlake village, à, một trong uh, những nơi westlake village là thuộc về quận của los angeles, thì căn nhà này đó không có cách xa thường quá và bán với giá là 3,3 triệu đô la, có thể là trả bằng bitcoin, thường không nhớ là căn nhà này cuối cùng bán có phải là bán Uh, thanh toán bằng Bitcoin hay là không nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ năm 2021 các bạn dùng Bitcoin mua cái gì cũng được có thể mua nhà có thể mua xe và cho dù là các bạn tin những gì mà Thuận vừa chia sẻ này nữa cho dù là các bạn không thích Bitcoin hay là thích Bitcoin một điều đó chính là cái sự thật khi mà chúng ta nhìn vào những gì mà Bitcoin đạt được trong cái thời gian nhiều năm qua chúng ta chỉ chở là một năm thôi chúng ta đừng nói quá xa trong như một năm qua thôi thì một năm qua là cái thời gian mà chúng ta thấy được là sau khi dịch bệnh xảy ra, đó nhiều người nghĩ là thị trường chứng khoán sẽ đi vào một cái tình trạng bế tắc, nhưng mà hoàn toàn ngược lại. Các bạn thấy được những gì thường chia sẻ đó là dịch bệnh xảy ra, những cái quyết định ngân hàng trung mương đã có tác dụng phụ và tác dụng phụ đó là khiến cho cái số lượng tiền đó không thể à, gửi tiết kiệm, cái số lượng tiền đó không thể đầu tư để mà kiếm lời thông qua trái phiếu, tại vì giờ phần trăm quá thấp, tại vì ngân hàng trung mương đã giảm phần trăm xuống khiến cho cái số lượng tiền này không còn nơi nào khác ngoại trừ là đẩy vào những thị trường như là chứng khoán mà thôi để có lợi nhuận cao hơn và nguy hiểm cao hơn thì chứng khoán là một trong những nơi mà có sự tăng trưởng rất là cao trong vòng một năm qua thì các bạn thấy được là chỉ số S&P 500 trong vòng một năm qua tăng 32,82% có thể nói con số này là một con số rất là ấn tượng thường là trung bình đó S&P 500 chỉ tăng có 8% mà thôi bây giờ tăng tới là 32,82% lận chúng ta nhìn vào một thị trường khác nữa là thị trường Dow Jones là trong vòng một năm qua tăng 27,55% có thể nói được là đây cũng là một trong những cái chỉ số tăng rất là ấn tượng cho chỉ số của Dow Jones chúng ta thấy được là chứng khoán có sự tăng trưởng rất mạnh chúng ta nhìn vào vàng đi thì trong vòng một năm qua đó trong tình hình này đó à, là một tình hình mà nhiều người cho là cái cơ hội tốt đi vàng tăng giá nhưng mà đáng tiếc là khi chúng ta nhìn vào vàng đó thì các bạn thấy được là trong vòng từ đầu năm tới bây giờ đó vàng đã xuống 6,71% và các bạn thấy được là trong vòng một năm qua vàng đã xuống 10,94% có thể nói được là vàng không những không tăng trưởng trong cái tình hình này mà còn có cái dấu hiệu là xuống giá trong vòng một năm qua chúng ta nhìn vào bitcoin đi thì các bạn thấy được là trong vòng một năm qua bitcoin uh, đã tăng 284% trong vòng một năm thôi là bitcoin đã tăng 284% có nghĩa là tăng giống như là 10 lần khi mà chúng ta so sánh với lại chỉ số Dow Jones và cái bạn thấy được là 9 lần khoảng chừng 9 lần khi so sánh với lại cái chỉ số uh, của S&P 500 có nghĩa là Bitcoin là một trong những cái mảng đầu tư mà mang đến được lợi nhuận mà các bạn thấy được là so sánh với lại chỉ số S&P 500 và Dow Jones thì giống như là một trời một vật luôn không thể mà so sánh được các bạn không thể là phủ nhận được cái sự tăng trưởng của Bitcoin trong vòng một năm qua và trong vòng 5 năm qua hay là 10 năm qua các bạn thích hay là không thích điều đó cũng không quan trọng Cái điều quan trọng là sự thật thì Bitcoin vẫn là một trong những cái mảng đầu tư mang được lợi nhuận cực kỳ cao Chúng ta à, nhìn vào tiêu đi thì trong vòng một năm qua, 52 tuần qua một năm qua thì Ethereum đã tăng 924% Khi mà chúng ta nói tới Ethereum các bạn là cái, cái phần trăm tăng trưởng Thì khi mà nói tới Ethereum các bạn thấy trong vòng một năm qua, 52 tuần qua Thì Ethereum đã tăng 6 lần 6 lần trong vòng 52 tuần qua có nghĩa là chúng ta tính theo phần trăm đó thì chỉ một năm qua tây miền nó tăng 627 phần trăm các bạn có thể thấy được là chúng ta nhìn vào chứng khoán thì các bạn thấy được chứng khoán thì tăng rất là ấn tượng tăng rất là tốt à, nhưng mà khi chúng ta chuyển qua tới crypto thì đây là một cái lĩnh vực khác hoàn toàn rồi thì có thể như bạn nói là tại vì thị trường crypto quá dao động nguy hiểm quá cao cho nên phần trăm tăng trưởng cao cũng không có gì gọi là quá cái đặc biệt nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu đây là cái tài liệu gọi là Risk Adjusted Returns có nghĩa là chúng ta lấy cái sự tăng trưởng đó chúng ta tính luôn cái phần trăm dao động có nghĩa là tính luôn cái phần trăm rủi ro đó thì tài sản nào khi mà chúng ta điều chỉnh cái sự dao động và rủi ro đó thì tài sản nào mà cho chúng ta có cái sự tăng trưởng cao các bạn thấy được cái đường màu vàng bên trên này đó vẫn là Bitcoin có nghĩa là khi mà chúng ta tính luôn cái sự rủi ro của Bitcoin tại vì Bitcoin có những cái đợt mà xuống rất là mạnh như là gần đây các bạn thấy là Bitcoin đã xuống hơn 50% rồi thì tính luôn cái đó Bitcoin vẫn là một cái loại tài sản mà có cái sự tăng trưởng tốt hơn cả chứng khoán của Hoa Kỳ, tốt hơn cả vàng, tốt hơn cả bất động sản. Và đây là những cái tài liệu mà những cái nhà đầu tư lớn đó họ lưu ý đến. Cho nên các bạn thấy được là cái việc mà những nhà đầu tư lớn đi vào trong thị trường này đã chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi và thật sự bây giờ họ đã có mặt rồi trong nhiều một năm qua chỉ là bây giờ đó cái vấn đề lớn bây giờ không phải là cái sự dao động như được chia sẻ với các bạn là những nhà đầu tư lớn họ đã quen với cái sự dao động của giá cả rồi tại vì họ đã từng đầu tư vào nhiều cái mảng đầu tư như là những công ty khởi nghiệp của thị trường internet trước đó các bạn thấy được là bây giờ chúng ta nhìn vào cổ phiếu Amazon thì các bạn thấy được là cổ phiếu Amazon cứ tăng trưởng và tăng trưởng nhưng mà các bạn có thể là đã không nhớ hay là đã không để ý, cổ phiếu Amazon những năm như là 1998 tới năm 2001 đó thì đã có những lần các bạn thấy được là cổ phiếu Amazon đã à, xuống 95% trước khi mà có sự tăng trưởng kế tiếp. Rồi sau đó các bạn thấy được là những năm như là năm 2004 đến là 7 đó đã xuống 57%. Các bạn thấy được là tình hình của cổ phiếu Amazon năm 2007, năm 2010 đó thì đã xuống 64%, sau đó xuống 32%, rồi xuống 30%, rồi xuống 34% và cứ xuống rồi lại tăng trưởng trở lại, xuống lại tăng trưởng trở lại. Cho nên các bạn thấy được là cái sự dao động khi chúng ta nhìn Bitcoin đó, nhiều bạn nói là dao động quá nhiều hay là nói với crypto đây dao động quá nhiều thì tại vì thị trường vẫn còn nhỏ và các bạn thấy được là những gì mới đó thì thị trường thường đó là vô mô quá mức hay là lo sợ quá mức khiến cho giá cả tăng quá cao hay là xuống quá thấp nhưng mà đây cũng là điều rất bình thường mà thôi Khi mà các bạn nhìn vào Amazon, nhìn vào Apple, nhìn vào những công ty lịch sử giá cả đó Thì cũng như vậy các bạn được xu hướng là xu hướng tăng trưởng Nhưng mà chúng ta vẫn có những cái đợt điều chỉnh mạnh Càng ngày càng điều chỉnh sẽ thấp hơn Nhưng mà những cái Thời gian đầu tiên các bạn được ngay cả cổ phiếu Amazon cũng đã có những cái đợt mà xuống 95%, xuống 57%, xuống 65%. Thì những lúc này các bạn được là người ta lo sợ như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại thì cảm thấy được đây là cả một cơ hội à, để có thể à, làm giàu được. Nhưng mà các bạn thấy là thời điểm mà chúng ta nhìn vào những cái thời điểm này thì sẽ có rất nhiều lo người lo sợ và họ sẽ không dám đụng vào cổ phiếu Amazon. Vì lý do đó crypto bây giờ cũng như vậy. Thì đây là những cái tài liệu tổng quát ba quát thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu được là thường đang suy nghĩ như thế nào khi mà thường nói tới bitcoin và crypto dài hạn và tại sao thường lại có một cái lòng tin với thị trường này thường hy vọng là những tài liệu này thường giải thích các bạn hiểu hơn về những gì mình thường suy nghĩ